nay mình đi ăn gọi là open house à, tân gia nhà đó các bạn. Đây căn nhà này ở Mỹ. Cho quý vị coi nè, khu nhà này mà chị quen bà mua 375.000. Bao nhiêu ba gara? 3.500 square feet, 5 phòng. Là coi nhà là 350.000 đô nè, rộng mênh mông không? Nè, một gara đôi, một gara đơn là coi như ba gara. Trên là hai cái level có basement rất là rộng. Khu này là 375.000 trở lên không? Nè, coi đẹp không? Và đặc biệt là người ta thích ở khu này á. Cái chỗ này giống như là hẻm cục á, nó có cái vòng xoay đó. Xung quanh đây có 4 căn nhà thôi, nó giống như chỗ này là một cái cột nhà dày mới đợi yên tĩnh đó, nó công dày dày coi như 5 phòng yên tĩnh. Đây tha hồ để xe 375.000 các bạn, 5 phòng ngủ. Sau lưng là nguyên cái farm trồng bắp. Đất đai này là một bên là coi như cắt cỏ biết không? Bên đây là cỏ nhà bên đây, còn bên đây là cỏ nhà bên đây. Đất sau lưng này là của cái nhà này hết. Mình coi rất là đẹp ha. Đây, khuôn viên của nó là nó có cái deck đằng sau nữa. Rất là rộng. Người ta nuôi chim, người ta để mấy cái này cho chim ăn. Nhà single house được cái là đất đai mênh mông. Đó, có cái đất thì lên. Người ta có trồng cái cây đó nè, cái cây này như là cây táo. Này, sau lưng cái farm rất là đẹp, thấy không? Sau lưng nhìn cái nhà. Hi Tim. Dưới này là cái payment đi vô. Đây người ta đây cái nhà giả chiến nhậu đây nữa nè. Nguyên khuôn viên nhà mình đi cho các bạn coi. Đó. 375.000 tính ra nó mắc lắm nè. So với Việt Nam thì với 375.000 Việt Nam là cái nhà chút xíu. Mỹ khu này Minnesota thì nhà tương đối rẻ. Đây trước nè. Nè, nhà riêng thì mình phải tự cắt cỏ xúc tiết riêng các bạn. 5 phòng ngủ. Chưa kể là phòng khách riêng, nhà bếp riêng. Vân 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 các kiểu nữa nha. Đấy, cái anh đang thiết kế để chơi nhạc này ra nè. Nhìn như vũ trường ha. Wow, đằng sau đẹp quá, đằng sau nhìn nguyên cái farm luôn. Hey Tim, I'm good. Good to see you. Welcome. Very nice. Thank you very much. Wow, I love it. Thank you. It's nice to have nothing. Yeah, the nice landscape. Yeah. Ông à. Đâu có, làm sao mà có đi vô em có hết trời nhiều. Này tân gia chỗ bà chị à. Anh cho là em để của em. Anh cho ban nhạc spotlight. Đang set up chuẩn bị tối nay chơi nha. Đó. Quá dữ luôn, tân gia mà chơi như là đại nhạc hội vậy. Quá trời. Máy móc dữ cái này là mua ở đây ha. Mượn Thiên Nga qua nữa chứ. Wow, nhạc mã dữ quá. Perfect. Rồi anh chơi nguyên cái dàn nhạc đi đánh show lên đây luôn phải không? Yep. Quá trời luôn anh đó. Rồi đây mới nửa công suất của anh chưa được nửa. Đèn lớn quá dữ. Còn. Em đang nướng đồ. Cho bà con Việt Nam coi nhà mới Mỹ nha. Tối nay livestream nha. Vợ vô lâu chưa?
Đây là cái nhà bếp đây nè. Giờ anh chưa quá đẹp gái thiệt á. Giấu kỹ quá. Giấu ghê luôn, không chưa chơi nó là không ghê lại không xấu quá, không có dâu á. Giấu kỹ quá đi. Đây nhà bếp. Vậy hả? Chạy mà sao có con làm này hơn được. Con này con cũng chết rồi. Mày gọi quay bếp, mày gọi quay. Dạ không chị, nó quay. Xin rửa chén bên. Thì máy rửa chén. Thường đây đối diện là cái phòng khách. Nhà bếp thường đối diện phòng khách. Là cái chỗ để tivi. Này cái phòng này ra cửa chính nè. Đây thì nó sẽ lên lầu, mấy cái phòng trên lầu. Hồi nãy nó dẫn lên chỗ đó đi. Sau lưng này là chỗ cái đép. Cái đép là nướng là ăn nhậu ngoài đây. Đó này là ăn nhậu ngoài ha. Nó còn nướng. Trăm năm, trăm hai chục, trăm năm bia đá cũng mòn mà ngàn năm bia rượu vẫn còn lai rai. Việt Nam là phải uống bia chứ. Check one, two.